Nay mình sẽ làm về cái clip về cái motor không thổi than này nha. Thì cái con motor này lúc trước mình có nói về một lần rồi ha. Nhưng mà do là cái mic lúc trước mình có cái vấn đề cho nên là nó, nhưng mà nói thì nó nghe không có rõ ha. Thì hôm nay mình sẽ làm lại ha. Cái này mình cũng mới mua ha. Đây mình mới mua. Và cái chỗ này nó bán nó rẻ hơn chỗ trước ha. Đây, thì mình sẽ để cái link trong phần mô tả luôn. Các bạn nào mà muốn mua thì mua ha. Thì cũng như lần trước thì motor này nó vẫn là Nadec 20V 1.2 18W ha. Motor không cho than. Trục nó vẫn vậy ha. Đây thì có đầu ren. Ren này nó vẫn là ren khoảng 6 ly. Trục này trục dài. Nó có một cái cá ở đây nè. Các bạn có thể chế quạt rồi nó hợp lý hơn. Các bạn có chế máy bơm vẫn được nha. Cái motor này nó khiêng về tốc độ nhiều hơn là lực. Nhưng mà nó cũng có một cái lực nhất định ha, không phải là nó yếu nha. Thì theo điện áp ha. Đây thì cái này thì nó chạy điện áp từ 7V, 8V cho đến là 25, 26V ha. Nhưng mà mình thấy là chạy ở điện áp 24V thì nó sẽ nóng. Nên là bạn chạy từ 18 đến 22 hoặc là 18, 20 thôi là ok. Thì cái này nó xài cái mạch rời nha, nó không có chung mạch điện tốc trong đây nên là khi về đây sẽ có một cái jack ở đây. Ở đây mình cắt sẵn rồi, ở đây mình cắt sẵn mình hàn. Nó một cái sắt đen đen ở này nè, bạn cắt ra. Bạn lấy ba cái sợi bự nhất. Đây là cái sợi trắng, đen và đỏ. Thì trong đây bạn thấy cái sợi nào mà nó to nhất á, ba cái dây này chính là ba cái dây để bạn đấu vô EC, bạn đấu vô điều tốc gì đó. Đây bạn thấy cái dây này, còn những cái dây nhỏ nhỏ này các bạn, nếu mà các bạn chịu khó nghiên cứu đó, thì mình nghĩ là dây phải là dây điều khiển cái đo dòng tua gì là cái hoặc cảm biến gì đó của nó ha. Bạn cần phải cắt ngang được. Đây mình muốn để lại gì cho nó có gì đó. Mình để lẫn được, mình không có cắt. Bạn để luôn cũng được, không sao, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chủ yếu là mình xài ba cái dây này thôi. Ba dây này bạn cắp vô EC hoặc là điều tốc. Tổng quan thì nó vậy ha. Tuy là đây thì mình mua làm hàng tháo máy, nhưng mà nhìn nó rất là mới nha. Bạn là chịu khó thì bạn nhựa đến cái là mũi nó ra đã mới tinh rồi. Nó không có gọi là cũ, nhìn nó như hàng mới nha. Đây, xoay cái vòng bi kia đó, rất là êm. Đây là hai mặt đạn nha, trước sau nha. Đây có một cái miếng cao su để mà cắt nước ở chỗ này. Nó là cắt nước nhưng mà cái kia nó cũng là đỡ thôi chứ không phải là hoàn toàn nha, nó cũng vẫn vô được nha. Cái này không có chạy được ở dưới nước đâu nha. Em trước nó sẽ có ba cái lỗ ốc ren M3 một à M3 nha, riêng M3 nha. Các bạn gắn cái bát vô. Thì nó còn như mới nha. Thì với cái hàng này đấy thì mình đã từng xài một cái motor giống này rồi, cái này khoảng 1 năm. Mình thấy là mình thì nó xài rất là ổn nha, ok nha. Nó không có phải hết than như cái loại mà có chỗ than. Thì đã nói là motor không cho than rồi nên là không có xài hết than nữa nha, xài nó bền. Còn về cái dòng mà tiêu thụ thì nó cũng tùy theo bạn tải thôi, bạn tải nhẹ thì nó ăn dòng ít khoảng 1.1, nếu bạn tải mà lớn hơn nữa thì có thể lên tới 2 A luôn. Đồng thời nó sẽ hơi nóng xíu đó, nhưng mà nếu mà so với motor 75 thì nhiệt độ nóng đó nó không bằng motor 75 nha. Tại vì do hiệu suất của nó cao hơn, nó không có bị thất thoát nhiều nhiều. Mấy motor có cho than nha. Đây mình sẽ test luôn. Đây mình test lại lần nữa thôi ha. Nên là mình không có cái jack của nó, chưa có mua cái jack đó ha. Đây mình sẽ dùng EC 50A 20W. Và cái motor để bạn sử dụng EC 20A hoặc là 30A, 40A vẫn được ha. Này tại mình có mình xài thôi. Nhưng mình xài cái nguồn pin là 15V. Đây thì mình sẽ cắm vô.
Đây. Rất là êm nha. Thấy nó quay không? Đây mình sẽ sử dụng một cái cánh quạt. Đây mình sẽ có một cánh quạt ở đây mình gắn mình thử. Ở đây thì mình đang xài điện áp là 15V nha. Cái này thì nó cũng có thể xài được điện áp là 12V, 9V, 7V đều được nha. Phù hợp bạn nào chế quạt hay là chế máy thổi gì đó. Chế máy thổi hay là máy mài gì đó cũng được, thì cái này nó cũng có một cái mô men nhất định, nhưng mà bạn lưu ý là đừng có làm quá nha. Thì tuy là nó mạnh thiệt nhưng mà các bạn phải xài cho nó có một cái nhất định của nó thôi thì nó mới bền được ha. Nếu không nó tải quá nặng thì cái cuộn dây nó nóng, nó cũng ảnh hưởng nhiều ha. Do là nó không phải xài ở dạng lực nhiều, nó chỉ giữ là tua thôi. Cái này thì tua nó cũng cao. Đây là cái hình thức bên ngoài của nó vậy đó. Thì với cái giá là 44k nha. Với cái giá là 44k. Đây, mình đã săn được cái giá này 44k. Còn chúng ta lúc trước mình mua thì nó hơi mắc. Bây giờ mua thì chỗ này nó rẻ hơn. Đó, mình sẽ chia sẻ cho mọi người mua ha. Được cái giá rẻ ha. Thì cái loại này hiện tại giờ mình thấy nó cũng ít chỗ bán nha. Bạn lưu ý bây giờ nếu mà bạn có khả năng thì bạn cứ mua đi. Các bạn cứ mua một đến hai cái để dành, nếu không là sau này nó hết rồi là nó qua cái đợt đó là nhiều khi những cái máy đó nó không có còn sản xuất giống cái đồng thời nữa, nhiều khi nó bỏ mẫu luôn, nó xài một loại khác nữa thì khó bạn mua được nữa nha. Thì hiện tại mình thấy ít chỗ bán cái loại lắm, nếu có thì đa số là nó hết hàng rồi. Các bạn thích thì bạn cứ thử mua nha, bạn cứ có cơ hội bạn cứ mua, và đừng để lâu quá thì khi nó hết hàng nó mình cũng không biết được. Thường thường những cái motor mà loại motor mà có trục dài dày mà nó được tiện ren mà nó có cái cốt giữa này thấy thấy ít thì cũng có ha. Thấy đa số đã bán cái motor photocopy mà cái loại mà bỏ quay á, cái loại đó thì về phải nó hơi kén những cái AC thì hơn, còn cái motor này nó không có kén, điều tốc AC thì chạy được hết. Nhà tranh thủ bạn mua nha, mình sẽ để cái link trong phần mô tả luôn.